Dạ các bạn tin nhanh 24/7. Koski Ninja 650 ABS 2007 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam, mức giá bán từ 228 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm khai trương các showroom Kawasaki ở Thủ Đức, Koski Việt Nam đã chính thức ra mắt các mẫu mô tô thể thao mới với tên gọi Koski Ninja 650 ABS 2007 sẽ được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với mức giá bán lẻ là 228 triệu đồng. Trong sự kiện khai trương showroom Koski Thủ Đức, tọa lạc 280/2A, 280/4 ở quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Koski Việt Nam đã kết hợp cùng với công ty Quang Phương Moto chính thức ra mắt cái mẫu xe mô tô thế hệ mới với tên gọi Koski Ninja 650 ABS 2007. Đây được xem là phiên bản thể thao của một chiếc Mikubai của nhà Kawa Z650 từng được ra mắt trước đó ở thị trường Việt Nam. Ninja 650 ABS 2007 mà Koski Việt Nam vừa phân phối chính hãng tại thị trường trong nước lần này là một phiên bản hoàn toàn mới, được nâng cấp toàn diện về thiết kế, khung sườn, động cơ so với mẫu Ninja 650 từng được ra mắt ở trước đó. Mẫu xe này hướng tới những đối tượng thích trải nghiệm cảm giác lái của một chiếc Mikubai đường phố với cái vẻ ngoài của một chiếc xe thể thao Sportbike. Về thiết kế ngoại hình, Ninja 650 ABS 2007 sở hữu một ngoại hình bắt mắt với ngôn ngữ thiết kế tương tự như người đàn anh của mình là Ninja 1207. Điểm ấn tượng nhất từ cái phần đầu trước của chiếc xe này với tạo hình đầy sắc cạnh, cùng với đó là bộ đèn pha đôi thiết kế vô cùng thể thao. Cùng với đó là vài những chi tiết trên thân xe tạo hình từ những đường nét cắt xẻ mạnh mẽ, đầy táo bạo, đặc trưng của dòng Ninja. Ngoài ra sẽ còn được trang bị hệ thống đèn stop và tạo hình đầy ấn tượng tương tự như người anh em của mình là Z650. Được xây dựng từ chiếc Z650 nên sức mạnh của chiếc Kawasaki Ninja 650 ABS 2007 đến từ khối động cơ 2 xi-lanh DOC 4 thì 8 van với dung tích 649 phân khối, đường kính hành trình piston 83x60mm, được làm mát bằng dịch với tỷ số nén 10.8:1. Chiếc xe này sinh công suất tối đa lên tới 68 lực tại vòng tua máy 8.000/phút, mô men xoắn cực đại 65.7Nm tại vòng tua máy 6.500/phút, cùng với đó là hộp số 6 cấp. Theo Kawa công bố, khối động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu đến 68% so với thời trước đây và đáp ứng được tiêu chuẩn khai Euro 4. Ninja 650 ABS 2007 được trang bị hệ thống khung sườn mới dạng ống thép có trọng lượng chỉ 15kg, sử dụng kích thước tiêu chuẩn của dòng xe thành thị, bao gồm dài nhân rộng nhân cao lần lượt 2055 x 740 như 1355mm, chiều dài cơ sở ở mức 1410mm, khoảng sáng gầm 130mm, chiều cao yên xe 790mm, xe có trọng lượng 193kg, đi kèm với đó là bình xăng có dung tích 15 lít. Xe được trang bị hệ thống treo dạng ống lồng với đường kính 41mm, có hành trình 125mm, treo sau monoshock với hành trình 130mm, hệ thống phanh đĩa kép với đường kính 300mm, cùng với đó là heo dầu 2 bis, phanh đĩa đơn ở sau với đường kính 220mm. Cả hai được tích hợp hệ thống chống bó cứng ABS từ Boss 9.1M. Ninja 650 được trang bị cặp lốp với đường kính kích thước 120/70/17 ở trước, 160/60/17 ở phía sau. Ninja 650 ABS 2007 chính thức có mặt tại các đại lý phân phối của nhà Kawasaki với giá bán lẻ đề xuất 228 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT. Cả hai phiên bản gồm xanh dương và xám. Và sau đây là một số hình ảnh chi tiết của phiên bản chiếc xe thể thao Koski Ninja 650 ABS 2007. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại tiếp, nhớ like, share, subscribe.